vô ảnh ca, ca hay lắm luôn cô. Mê giọng ca. Dạ là sang ngày thứ ba là con với ảnh quen. Lúc mà con ly thân ly vậy đó, mình nên con nuôi hai bé cực lắm cô. Cô biết mà. Dạ. Có nghĩa là một mình con mà con phải làm cái chuyện đó, vừa làm cha vừa làm mẹ ha, vừa lo kinh tế mà vừa lại phải chăm sóc. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với một câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào đôi vợ chồng này. Chào hai em. Con chào cô Hoàng Trang. Rồi bây giờ các con hãy giới thiệu về mình đi. Con tên Hoàng Khương, hôm nay con 30 tuổi. Đây dạ con. Rồi Khương Hoàng làm Khương, gì? 30 tuổi con làm nghề gì? Con làm bên nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm mấy quê ấy con. Con nuôi tôm á hả? Dạ. Ngon lành rồi, ông Khương, chủ dựa tôm. Khương đúng không? Ông bà chủ dựa tôm. Rồi, và bây giờ tới con. Dạ con chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con chào quý khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Nguyễn Ngọc, năm nay con 26 tuổi. Dạ con đến từ Sóc Trăng. Hiện tại là con đang bán hàng online với lại là đang làm bánh đó cô. Vợ chồng này giàu quá em ơi, chịu hết nổi rồi. Bên làm bánh. Nuôi tôm nè, he, đi làm bánh rồi bán hàng online, ghê thiệt chứ. Hay rồi, chắc bán... chắn là hàng online là chắc có tôm khô có nè, đúng không? Có bán bánh nè, đó thấy không? Điện có hay không? Hả? Điện có hả? Điện có. Mà chủ yếu con bán online là về thực phẩm mà hay là về... À, về thực phẩm ăn uống rồi bánh luôn á cô. À, ủa nãy Ngọc nói Ngọc nhiêu tuổi? 26. 26 Khương 30. 30. Vậy là chắc chắn là đi mua bánh và gặp cô này thấy là cua cổ. Sao em nói là đi mua tôm? Dạ. Không, tôm điện đu vuông là chắc nó bán cho sỉ. Con quen vợ cũng như là anh em thôi. Rồi sau này khoảng thời gian con đi làm bữa đợt giãn cách chỉ thị 16 xong con mới về. Mới điện cho bạn rồi rủ vợ con đi ăn. Ủa nhưng mà con làm ở đâu? Lúc trước thì con chưa nuôi tôm, con làm chạy xe, làm tài xế á. Chạy xe cam. Cam sành đấy con. Tức là trước đó là con trước, làm tài xế dịch. Con vận chuyển cam. Dạ. Yeah. Ở trên Vĩnh Long khi cái năm trời nên cái gần Tết mới về. Về xong rồi thấy vậy rồi con muốn làm quen. Là thấy vậy là thấy sao? Tức là trước khi con bị cách ly năm là con đã biết vợ con chưa? Chưa. Dạ con biết lâu rồi con. Biết rồi biết con. Lâu đúng không? Rồi xong một năm trở về thấy đẹp mất hồn đúng không? Cái lúc mà đi làm đó cô cũng lâu lâu có nhắn tin với con hỏi em dạo này khỏe không? Đang làm gì? Khi mà giãn cách về đó là gần đâu 6 tháng hoặc cả năm mới về quê một lần. Không có bạn bè gì chứ. Điện của con em rảnh không? Đi uống trà sữa với anh khoảng 4 giờ mấy 5 giờ chiều á cô. Lúc đó là làm bánh nguyên ngày mệt quá, nó bụng mà. Có người rủ đi ăn mừng quá. Cái con nói anh ngủ với em đi, là lúc đó là lần đập đầu tiên của hai vợ chồng con. Ủa nhưng mà là hai đứa biết trước, là biết trước đó khoảng mấy năm? Chắc tầm khoảng 3-4 năm á cô. 3-4 năm. Lúc đó con có thấy là Ngọc xinh không? Sao không tấn công lúc đó mà đợi tới 4 năm sau rồi mới gặp lại rồi mới cua? Tại lúc đó con thấy có chồng con không để ý tới. Là Ngọc. Dạ con đã từng ly dị rồi. Lúc đó là Ngọc có gia đình phải không? Cho nên rồi, là con hiểu. Không có để ý đúng không? Vậy là một năm con trở về là lúc đó là Ngọc đã ly dị đúng không? Vậy. Là hoàn cảnh Ngọc lúc đó là Ngọc độc thân đúng không? Cho nên con thấy vậy con phải nhảy vô đúng hiểu không? Rồi. Con cũng biết lâu, con biết là mẹ đơn thân nhưng mà con coi như người em thôi. Tại chưa tới duyên á con. Nhưng mà mẹ đơn thân rồi, con có mấy đứa con? Dạ con có hai bé. Hai bé. Dạ bé lớn của con 5 tuổi với lại bé nhỏ 3 tuổi. Sau khi con gặp lại Ngọc cho tới lúc con cưới là cách nhau bao nhiêu tháng? Khoảng 3 tháng. 3 tháng. Vậy thì trong 3 tháng đó có nghĩa là lần gặp lại rồi đó bao lâu thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Gặp lại cái lúc uống trà sữa xong qua ngày hôm sau là ảnh rủ con đi chơi xong rồi cái ảnh rủ đi vô quán karaoke. Mình karaoke đi tại lâu quá rồi anh không được vô, chỉ có hai anh em thôi. Vô ảnh ca hay lắm luôn cô. Mê giọng ca. Dạ là sang ngày thứ ba là con với ảnh quen. Rồi xong rồi 3 tháng sau là làm cưới. Dạ không, tại nếu mà đám cưới là chắc khoảng tầm 1 tháng. Một tháng sau là đám cưới. Luôn. Dạ, vậy là bây giờ cưới được 2 tháng. Dạ cưới được 2 tháng. Vậy là tổng cộng vừa quen vừa cưới là 3 tháng. Dạ. Là mới đây thôi. Mới đây thôi. Con cưới hôm bữa 26 Tết đó cô.
Ồ, vậy đó hả? Ông tấn công sao mà 3 ngày là ông dính liền luôn nghe. Hay thì mày có giọng hát không? Gọi là cái bằng nó đi đi gọi là gì? Đi gọi là đi sao mà về trước á. Người ta đi trước về sau, đây mình đi sao mà về trước luôn. Mà lu đù giác cái luôn nó chạy. Thiệt mà nó chạy quá nhanh luôn. Nó chạy 3 ngày rồi, cũng như là nó quen ta luôn. Rồi hai đứa nhỏ cưng ba không? Dạ hai đứa nhỏ bây giờ là bỏ con qua một bên. Không thèm ngó ngàng tới đúng con không? Theo cưng, bạn này. Cưng ba đúng không? Dạ thương ba luôn. Còn bây giờ là con đụng vô ba không được. Lúc nào cũng ba con nó mẹ ba con nó con thương ba con ơi. Ủa sao con hay vậy? Đâu chia sẻ với kiếp coi. Dạ lúc đầu con ba mẹ vợ trong nhà chơi. Thì thấy hai đứa nhỏ thấy thương quá, thấy tội nghiệp quá. Rồi con mới thấy vậy thôi. Con về cứ nói với mẹ con. Nói hồi đó thì cha mẹ con khó lắm. Không có chịu kiểu như là mẹ lương thân mà sao không biết gặp vợ con người cái mẹ chịu với hai đứa nhỏ rồi cha mẹ chịu con mới nói vậy thôi vậy cho cưới luôn nha. Vậy hả? Là đứa trai đứa gái hay sao? Dạ hai đứa con gái cô. Hai đứa gái bởi vì nó cưng là đúng đó. Rồi ôi vậy. Ê, hả Khương có đưa Ngọc về ra mắt mẹ mình không? Dạ có là... lúc đầu mình có nói nhưng mà sau này có dẫn. Tức là mới đầu nói nhưng mà mẹ thì rất là khó luôn á. Mẹ ba với mẹ khó hết luôn á con. Nhưng mà khi gặp rồi nhưng mà khi gặp rồi á thì là thương vợ con với hai đứa nhỏ đúng không? Tôi thấy hoàn cảnh vậy nên là mẹ thôi. Trước khi gặp Ngọc thì con có người yêu không? Con có nhiều mối tình không? Dạ nhiều lắm, xinh lắm. Còn gái xinh gái đẹp không à? Đó là hiền quá à. Hiền dắt cái luôn chạy em thấy hả? 3 tháng trời mà quất luôn một đàn vừa ngé vừa trâu trời ơi. Con học hết lớp 12 là con đi nghĩa vụ xong rồi con mới đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan á. Là anh thấy cũng có chồng rồi con không để ý. Thì trong lúc thanh niên mà phải có người yêu thôi, phải có con cũng trải qua hai mối tình. Ở bên Đài Loan hả? Việt Nam? Dạ Việt Nam, yêu xa không rồi chú. Ủa nhưng mà là thật ra là trước đây là con cũng đã thích Ngọc rồi đúng không? Dạ chưa, nói dạ, chung là như anh có. Em không có thích chứ. Không, là không, cũng không nghĩ là biết nhau như anh em thôi. Nhưng mà trong cái lúc mà gặp Khương á, thì trong ba cái ngày mà trước khi mà tụi con tức là nhau đó, tức là thì con có kể về cái hoàn cảnh của con. Có nghĩa là chia sẻ của con với Khương không? Tức là con gặp lại con mới chia sẻ hay là hồi lúc mà khi con bắt đầu ly dị làm mẹ lương thân á, thì con có tâm sự với Khương không? Dạ có, lâu lâu anh em cũng có hay nói chuyện với nhau á cô. Là nói trước khi là yêu nhau mà lúc, dạ. Lúc gặp con sau này mới nói là kể hoàn cảnh vậy á. Con thấy vậy con thấu hiểu được con thương vợ con. Lúc mà con ly thân ly dị được mình nên con nuôi hai bé đỡ một cái là có ngoại con phụ nhưng mà không có ngoại thì con lúc đó con rất là cực tại vì hai bé nó nhỏ cô nó hay bệnh á. Bé 5 tuổi bé 3 tuổi. Dạ đúng rồi, bé 5 tuổi với bé 23 tuổi. Bệnh là mình nó lúc nào cũng bệnh một lượt chứ tại vì nó ở chung nhà con hai ba nước hai bên này nè con vừa lao nước hai bé cực lắm cô. Cô biết mà. Dạ. Có nghĩa là một mình con mà con phải làm cái chuyện đó vừa làm cha vừa làm mẹ ha, vừa lo kinh tế mà vừa lại phải chăm sóc. Dạ nếu cô làm mẹ cô cũng hiểu. Cô hiểu dạ. Mà. Cho nên là khi mà Khương biết cái hoàn cảnh của con vậy là Khương thương liền. Rồi cô hỏi thiệt nha, con thương hai nhỏ hơn hay con thương vợ hơn? Lúc đầu con thương hai đứa nhỏ. Lúc đầu con thương hai đứa nhỏ. Thương hai đứa nhỏ đúng không? Thương lắm luôn, tại vì á khi bé nó nhỏ vậy là lúc mà nó bám víu vào cái là nó giống như mình gần như là một cái điểm tựa cho nó vậy đó. Mà đã vậy nó lại khao khát được có cha đó, giống nó tìm gặp ở con tất cả những cái gì mà nó đang ước muốn á, thành ra là nó sẽ rất là thương Khương. Cô phải chúc mừng con bởi vì mặc dù thời gian ngắn thôi tụi con tìm hiểu và đi đến với nhau nhưng mà tụi con đến với nhau bằng một cái tình cảm mà nó không phải là tình yêu đơn thuần mà nó là tình thương. Yeah. Là tình yêu. Cái đó là cái rất là bền mà con rất là may mắn. Cô mong là Khương con cứ giữ cái tình yêu của con bây giờ dành cho hai đứa nhỏ. Con có biết không, con nít nó ngộ lắm. Nó giống như là tờ giấy trắng á con. Con vẽ cái gì lên đó thì con thu lại sẽ là cái điều đó. Ví dụ như con vẽ và trái tim cho nó thì cái con thu về sẽ là trái tim. Dạ. Con nghe, con nhớ nha. Quá là tuyệt vời rồi. Nhưng mà bây giờ là các con mới lấy nhau được 3 tháng. Đó. Bây giờ mình tới tiết mục vui đi. Nha. Bây giờ hỏi nè, lấy nhau về 3 tháng trời thì có phát sinh những cái Khương tật xấu? Nó có tật xấu gì? Đó. Dạ chồng con thì hầu như là ảnh
tốt. Anh nấu ăn cũng ngon, thương vợ thương con. Làm xong trong nhà phụ con rồi lại ra ngoài ruộng á, ngoài đồng nữa. Nói chung là anh rất là cực, con thương lắm. Chỉ có một cái tánh là anh hơi nóng thôi. Dạ, mỗi lần nóng anh thì hơi sao? Cọc phải không? Dạ hơi cọc. Nóng cỡ nào đâu, kể cho chuyện nghe chơi coi. Tại cô không có hình dung được Khương nó nóng sao. Mắt anh buồn rồi nè, mặt buồn, mặt anh hiền khô. Mày hiền khô mà không biết lúc anh nóng, anh nóng sao. Nè tôi đang nóng nha bà. Tôi đang rất nóng đó. Nóng mà xem thấy ngủ ngắt không ạ? Cỡ nào nóng cái cơn của nó là cỡ nào? Con kể thử một lần nóng rồi cô nghe coi. Ảnh mà nóng lên là như là một người khác vậy đó cô. Con sợ lắm bởi vậy. Có đập đồ rồi có dạ la hét. Dạ không, đập đồ này kia thì không. Chỉ là tại vì con người hay mềm yếu á. Rồi con thấy mỗi lần con làm cái gì sai là sao, ảnh chỉ cần lớn tiếng với con thôi là con đã sợ. Con đã cảm thấy là con buồn, con bởi vì con rất là sợ. Con chỉ muốn... Cái kiểu như là bình thường con không có gì chứ. Nhưng mà con bực bội, con hơi khó chịu. Kiểu như là con muốn cái gì đó chỉnh chu hơn xíu vậy đó. Cái gì con, anh cũng muốn hoàn hảo. Con muốn cái gì nó cũng phải là gọn gàng chỉnh chu. Khi đi làm mệt về thì con muốn thấy nhà cửa nó con nít nó quậy á. Con thấy nhiều lúc con nó quậy mà con thấy hơi bực bội. Quậy mình cọc luôn á. Con không có gặp nhưng mà vợ con kiểu không quan tâm, lo làm bánh nhưng mà không quan tâm hai đứa nhỏ, con bực tức. Không quan tâm hai đứa nhỏ là con bực. Kiểu như là làm bánh rồi hai đứa nhỏ nó chơi rồi con thấy vậy con nhiều lúc cũng hơi bực. Là anh muốn cho con là bớt công việc làm bánh với lại là đi giao đồ lại, quan tâm hai đứa nhỏ thôi. Dạ không muốn cho con làm nữa. Anh nói lớn thì anh nói cỡ nào đâu, lớn cỡ nào đâu. Là anh nói sao? Có hơi nạt thôi. La quá cũng đâu có nên đâu con. Mình làm chồng mà. Hơi nói lớn tiếng thôi chứ không có phải là la làng. Rồi hiểu lớn vậy tiếng. Vậy mà sao nó sợ dữ vậy? Tại bên này người ta mềm yếu. Rồi chú hỏi nè, thường là mấy ông mà đi nuôi tôm á, mấy ông mà đi ra ruộng làm á, là bao giờ cũng vậy, ngày nào cũng một xị hai xị. Bạn này có uống rượu không? Dạ không, không biết nhậu. Bách lắm chú. Có ghen không? Con thì không có ghen với chồng con. Đang hỏi chồng con mà. Chồng con này đang kể xấu chồng con mà, có ghen không? Chồng con thì lại ghen với con. Lúc nào cũng muốn em đi giao đồ là anh phải đi với em. Dạ, lúc nào cũng kiểu như hai vợ chồng muốn làm cái gì đó là hai vợ chồng. Dạ, đi đâu là phải hai vợ chồng hết. Dạ. Không có muốn con đi mà nên. Con hả đó cô, nhiều khi con sợ người ta nói bắt vợ làm gì đó rồi không chia sẻ tiếng là bắt vợ làm chia sẻ với vợ mình. Anh con nhiều lúc khi con muốn đi theo đi phần ở dưới lộ đang làm con chạy xe em, khi một tay cầm bánh một tay đi giao đó thì anh thấy nguy hiểm. Rồi sao, còn tật gì nữa không? Dạ không. Vậy thì con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con chỉ mong muốn là chồng con nói khi mà mình nóng lên á, mình kiềm chế bản thân mình xíu, suy nghĩ những lời mình nói. Nhiều khi những câu nói mà mình cảm thấy đơn giản nhưng mà mình nói với người nghe thì người nghe ta cảm thấy nặng nề. Rất là tổn thương đúng dạ. không? Dạ, chứ thật sự là chồng con rất là thương con. Để con đó, vợ con có những tật xấu nào? Vợ con nói chung là, vợ con là biết công ôn gia hạnh không chứ? Công dung ngôn hạnh, rất là công dung ngôn hạnh. Bên chồng anh vợ sống hòa đồng đó. Nhưng mà con nhiều khi con muốn vợ thay đổi là làm cũng phải biết chừa thời gian lại dành cho tụi nhỏ với gia đình. Thực ra là cô không cần hỏi con, cô cũng biết là cái mong muốn của chồng con á. Tại vì vậy nè, chồng con á thương con, rất là thương con. Chồng con vừa yêu con mà vừa thương con. Chồng con mong muốn những một cái điều có thể là về phía của ảnh thôi. Dạ. Anh chỉ muốn con được thảnh thơi một chút, lo cho bản thân nè, lo cho chồng nè, lo cho con một chút. Cái chuyện kiếm tiền á thì là có thể là san sẻ cái điều đó cho chồng đi, chồng làm được. Thế nhưng ngược lại á thì chồng con muốn bù đắp cho con. Bởi vì con đã quá cực rồi, cho nên chồng con muốn bù đắp cho con, cho nên chồng con bị sót, chồng con mới vì sót quá cho nên mới bật lên thành một cái, tức là cái cọc á. Sau này mà ví dụ con thấy là hết cọc rồi là con thấy à cái bộ hơi nhạt nhòa tình yêu rồi đó. Theo cô thì như vậy nè. Con control cái âm vực trong cái giọng nói là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về từ ngữ. Ví dụ nhiều khi mình bực quá mình nói những cái từ ngữ á, nó sẽ khó nghe một chút. Rồi vợ con nó tủi thân. Tại vì sao khi mà vợ con đến với con, vợ con đã là một người phụ nữ, đã có hai đứa con rồi. Lúc nào vợ con cũng sẽ có một cái mặc cảm riêng. Cho nên thành ra bất kỳ một cái gì mà nó đụng chạm đến cái cảm xúc đó là vợ con sợ liền. Đó, cho nên nếu mà con thương thì thương cho trót. Nha. Thì em ngồi kế bên cái chị đó, em cứ hay ngồi nói xấu anh này. Tại sao em lại nói xấu anh? Tụi anh nói chuyện vô duyên lắm anh. Nhỏ này nó nghĩ trong đầu mà tự nhiên mới chơi lần đầu tiên ngủ khách sạn. Thấy căng quá. Bạn này đi qua khều nói em lạnh. Ôi, y như cực hình luôn, nhớ lại như cực hình. Ở lạnh thì vô đây nằm chung. Kính thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện của cặp vợ chồng đầu tiên.
Chào cưng. Dạ chào chương trình Vợ Chồng Son, chào hai MC. Em tên là Trần Minh Hoàng, năm nay em 35 tuổi. Em đang là giám đốc kinh doanh của công ty VM Picture. Chào Hoàng nha. Dạ. Dạ em xin chào chương trình Vợ Chồng Son. Chào khán giả, chào hai MC. Em tên là Cao Thị Huỳnh Nga, 31 tuổi. Hiện tại em đang đại diện cho một công ty Nhật về xuất khẩu hàng nội thất và có kinh doanh riêng về trang sức đá quý thiên nhiên. Vậy thì bây giờ kể cho anh nghe đi, làm sao để mà hai bạn coi như là gặp nhau và lần đầu tiên gặp nhau là có ấn tượng gì về nhau? Em trước đó là tốt nghiệp trường đại học về ngôn ngữ tiếng Nhật. Thì em sau khi tốt nghiệp xong thì em cứ làm việc cho người Nhật, rồi em quen người Nhật luôn. Xong rồi mình không nghĩ là mình quen người Việt Nam. Xong một cái thời gian bị stress về công việc, tự nhiên người Nhật người ta rất là kỷ luật. Em mới nghỉ công ty và đi học pha chế để mình giống như mình giả stress vậy đó. Vô cái lớp pha chế đó thì tự nhiên thấy anh này, thì tự nhiên anh cười một cái nụ cười giống như là hoa hướng dương mà nó nở lên. Quả nắng đó, trời ơi. Tươi lên giống như là cái áo của chị Hồng Vân đang mặc vậy đó. Trời ơi, đây là chiếc áo mà mang nụ cười của em đó. Nhưng mà em không có thích liền, có nghĩa là em quay ngược là em ghét. Đúng rồi. Tụi em ganh tị. Tại sao lại có một người nụ cười nó tỏa nắng hơn mình, đúng không? Thì em ngồi kế bên một cái chị đó, em cứ hay ngồi nói xấu anh này. Tại sao em lại nói xấu ảnh? Tụi anh nói chuyện vô duyên lắm anh. Anh thấy không? Giờ để bạn nói đi coi có bị vô duyên không nha. Dạ, lần đầu tiên gặp trong cái lớp pha chế, lúc đó là trong em có cái suy nghĩ là phải làm kiểu gì đó để là của mình thôi chứ không phải của mình. Bạn này là có ý định chiếm đoạt luôn. Dạ, nên tôi gái nhìn đầu tiên là muốn là đã muốn chiếm đoạt rồi. Là em nhìn cổ là cổ lăng của cà rốt và em là muốn làm thỏ đúng không? Dạ. Cứ từ từ cứ thích rồi kiếm cách nói chuyện nó vô duyên, có duyên các kiểu đủ thứ. Có nghĩa là em muốn như là tạo một câu chuyện cười nhưng mà vô tình cũng không cười. Dạ. Thành ra nó đâm ra thành vô duyên, cười theo kiểu vô duyên luôn. Dạ, kiếm cớ gì đó để nhờ cái này nhờ cái kia. Nói chung là hay nhờ lắm. Tốt nghiệp xong mà nghỉ, em mới chuẩn bị mở một cái quán về nước ép sinh tố dinh dưỡng. Và anh em nói ảnh muốn làm chung, hai người mới có cơ hội gặp ngoài tiếp. Em nhớ là có bữa là em muốn đi chùa Bình Dương thì em mới hỏi thử anh này là có rảnh không, chở em đi chùa mà xa lắm. Cái nói được, có nghĩa là buổi tối đó là phải ở một cái chỗ mà nó gần với cái khu Bình Dương, nghĩa là đi khách sạn vô, xong rồi cái cũng book một phòng luôn, rồi hai giường, cái mỗi đứa ngủ một giường. Em là không nghĩ tới bạn này, nhưng bạn này là bạn gặp em là bạn muốn ăn củ cà rốt liền rồi, mà bây giờ mà em lại củ cà rốt mà đưa vô khách sạn chung với con thỏ nữa, thì giờ em nói cái cảm xúc của em đi. Còn bối rối chứ chị, đúng không? Tại vì mình tà ý mà, mình tà ý từ đầu mà. Lúc đó thì không biết nhỏ này nó nghĩ trong đầu mà tự nhiên mới chơi đầu tiên ngủ khách sạn thì căng quá. Điều do may là hai đứa nằm hai giường. Thì đi lên cùng nằm tâm sự các kiểu thì ngủ thôi nửa đêm á. Cái bạn này đi qua khều nói em lạnh. Ôi, y như cực hình luôn, nhớ lại như cực hình. Ở lạnh thì vô đây nằm chung. Đi vô nằm, vợ mình chui vô hai đứa nằm. Em ôm bạn em ngủ đúng một đêm. Rồi bây giờ mình nói thì mình thẳng mình nói, chứ cái lúc đó nó đau khổ luôn. Mình đàn ông thẳng mà. Nằm mình nhịn cho đêm. Khó chịu luôn. Mình không thể nào mà mình có ngủ sang được hết. Dạ đúng rồi. Dạ ngủ, em ngủ thiệt. Mệt quá em. Cũng việc ra tiếng đồng hồ thôi mệt. Thôi ngủ cho rồi đi. Cái đêm đó là tự nhiên em bị ngạt ngủ, em bị viêm xoang. Cái xong thì thật sự em cũng cần một cái gì đó ấm áp. Em chui vô em ngủ thì em ngủ ngon. Nhưng mà anh hỏi thiệt nghe, đêm đó nếu như mà ổng đòi á, hoặc ổng giở trò đó thì em có cho không? Lúc đó thì em có chuẩn bị sẵn hai phương án rồi. Phương án đầu tiên á, ví dụ như anh này nằm ở không luôn á, thì em sẽ xét lại. Còn thứ hai á, nếu như mà anh vồ vập quá thì em cũng sẽ, thì mình xong cái đó là xong rồi mình chia tay luôn. Kiểu như vậy cũng hốt trọn luôn. Mà xong một lần tên một đêm đúng không? Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau đó, chính thức là yêu nhau rồi. Hình như là sau 2 tháng thì trong cái 2 tháng đó thì em cũng rủ ảnh đi mấy lần, cũng khách sạn luôn, rồi cũng nằm ngủ vậy đó chứ không có làm gì hết. Có một cái đêm em nhớ là hình như đi cổ vũ đá banh cho Việt Nam á. Cái xong rồi đi về khuya quá, đường đông quá, em mới thấy khách sạn thôi chui vô, thì hai người mới bắt đầu đến với nhau vào cái đêm đó. Dạ, nhưng mà sau đêm đó là hai em là của nhau rồi đúng không? Dạ. Vậy thì có dọn về ở chung với nhau luôn không?
Có, tại vì em có mở ra một cái quán thì em mướn nguyên một căn đó luôn thì cho anh này anh ở trong đó luôn. Là thuê cho vợ mình. Ủa đã không? Nhưng mà em cũng ở chung với một người bạn nữa. Em thì em giấu bạn đó là em không có quen anh này. Mà anh này anh hay dở trò á chị, anh kiểu là đêm đầu anh ngủ anh kêu có ma, cái ảnh phải kêu em đi lên ngủ chung với ảnh. Cứ hay kêu là bóng đè á chị. Chúng mang đồ đen. Thì một thời gian thì tự nhiên cái bị accident. Bác sĩ bảo cưới. Thì lúc đó em rất hoang mang, từ giờ em nghĩ chứ anh này là phải 3 năm nữa em mới cưới. Xong anh mới nói là phải cưới thôi chứ chờ gì nữa. Vừa lo mà vừa mừng gì. Nó lạnh lòng lắm. Mình lo là vì lúc đó gọi là cái tương lai của mình nó chưa ổn định. Một phần là hai đứa là có kế hoạch như vậy, tự nhiên nó bại ra nên nó cũng lo mà mừng, là vì tự nhiên cái ôi mình thẳng mà mình có con mình mừng chứ. Trời ơi, mình thẳng của đứa con mình mừng chứ. Nhiều em đi coi bói này kia thì bói nói em khó có con lắm, nên là tới lúc đó em nghe cái em mừng lắm luôn. Khi mà em báo với mẹ em á thì mẹ em nói ủa bây giờ không cưới đợi chừng nào. Mẹ hả, mẹ nói vậy hả? Mẹ là vừa có em bé là em báo tin cho gia đình liền. Dạ. Bây giờ là em bé được 14 tháng rồi. Dạ. Thôi cưng á, bé trai hả? Dạ. Giống ba không? Dạ giống là hai. Vậy là câu chuyện tình của hai bạn này đẹp quá. Đẹp. Không có gì trục trặc cả đúng không? Vậy chắc cũng có tật xấu gì đâu. Bây giờ hỏi Hoàng trước đi. Đây. Bây giờ hỏi Hoàng trước đi. Mắt sáng lên liền. Cô ấy có tật xấu gì nhiều không em? Đâu dám nói. Với em thì nó cũng không nhiều. Em chỉ thấy nó dễ thương thôi. Đó thấy chưa? Cái tật xấu là thứ nhất là hay điên sản. Hay điên sản. Tự nhiên cái đó đang ngồi cười vậy chứ có khi quay qua sàn ngang lúc nào không hay. Có lên ha la và ăn hiếp em không? Cái đó thì chồng nào cũng bị mà em nghĩ vậy. Dạ. Anh vậy á. Dạ. Rồi có người cùng hoàn cảnh. Trời ơi anh tội lắm em ơi, bữa nào đến tâm sự cho nghe. Dạ. Rồi sau này có những tật xấu nào nữa nè? Làm sai nhưng mà lúc nào cũng bắt em là người nhận. Sao ta ăn hiếp á, ăn hiếp đó. Làm sai mà bắt em nhận sai. Dạ. Đúng không? Cô gái này đã từng làm việc cho người Nhật rất là nhiều. Dạ. Vậy thì có bao giờ áp dụng những cái phương pháp gì đó hoặc những cái kỷ luật gì đó lên anh chồng mình mà theo kiểu người Nhật không? Đôi khi thì phải có tranh cãi. Em nhớ có một lần cái tính của em á là hay giúp đỡ mọi người những thứ lặt vặt. Cái bữa đó đi học cái lớp kỹ năng chung, có một bạn là đồng nghiệp của vợ em thì cái bữa đó cái bạn bị gãy cái guốc. Mà em nghĩ lúc đầu thì thôi mình đi mua keo mình dán cái guốc lại cho ta. Em chỉ nghĩ đến nhà thôi, cái không biết rồi bạn đó với vợ em tâm sự sao. Cái chiều đó vợ em gọi điện về nói em không về nhà đâu, lang thang công viên mất gần 4 tiếng đồng hồ mới về. Khóc em mới biết đó chị, lúc đó mới biết vợ em ghen. Ghen quá. Rồi năn nỉ kiểu gì mới về? Em nói là thôi có gì thì về nhà nói, tại hai đứa mình là hứa với nhau rồi, có cái gì cũng cứ đi về nhà nói với nhau, chuyện lớn cũng nói, chuyện nhỏ ông nói, không có kiểu đó. Mỗi là lần mà ghen phong cách Nhật Bổn. Tức là buồn là đi lang thang gì đó. Lang thang không nói ai. Thôi mà nghe, đừng đi lang thang nè, giờ nguy hiểm lắm đó. Nha. Dạ. Rồi bây giờ tới em đó. Thế nhiều không em? Nhiều không? Nhiều lắm anh. Mắt sáng lên liền á. Rồi có nghĩa là tại vì thì lúc ban đầu em cũng nói rồi đó, em đã sống với người Nhật nói chung là như là bị nhập á, bị Nhật nhập. Hễ mà đồ đạc trong phòng mà lộn xộn á là em rất là khó chịu. Thì khi mà lấy anh này về em bị sốc. Có thể là do em cũng hơi kỷ luật quá. Em phải từ từ phải nhả bớt ra, tại vì với một người như ảnh chưa có tiếp xúc với văn hóa của người Nhật thì nếu mà làm như vậy thì ảnh có thể nhiều khi cũng bị sốc. Thì ảnh cứ nghĩ em ăn hiếp ảnh thôi, nhưng mà thật sự em cũng muốn rèn cho ảnh cái tính đó. Nhưng mà chắc em phải làm từ từ. Tập thứ hai có nghĩa là ảnh làm những cái việc hay dở dang lắm, đang làm cái bỏ. Công việc cũng vậy. Ý em muốn nhắc ảnh là khi mà mình làm cái gì mình phải ghi mục tiêu mỗi ngày ra. Vì mình ghi ra mình mới nhớ mình làm gì hoặc mình chưa làm gì, tạo cho mình một cái thói quen tốt. Thành công thì em học từ người Nhật những cái cách đó, mà nói hoài không nghe, kiểu nhiều khi em bực em la anh này, anh được cái tính là kêu là la xong rồi cái ảnh mà anh buồn vậy xong cái hết, ảnh không có giận gì hết á. Em thấy gì cũng thấy mình thấy tội mình nói trời sao mình la dữ vậy ta. Kiểu mình suy nghĩ lại là lúc đó mình hơi nói hơi quá, tại vì lúc mà em nóng lên á là em hay la anh dữ lắm. Đó thì em thấy đây là đúng là người mà chịu đựng em á. Từ ngày trước em quen người nào á, người nấy kiểu như không chịu được tính của em là thế là cũng phải chia tay thôi. Còn anh này giống như là anh chịu đựng được tính em, bắt đầu em phải sửa lại cái tính đó của mình. Quá tốt. Rồi còn cái gì nữa nè? Ngủ hả, rất là nhiều luôn. Có nghĩa là ý em muốn anh thay đổi cái kiểu là
tối đừng thức khuya, phải dậy sớm để mình bắt đầu một ngày mới, mình làm được buổi sáng, việc buổi sáng nhiều hơn. Khi mình cứ làm buổi tối vậy, nhiều khi mình cơ thể bên trong mình bị lão hóa không có tốt. Mà mình hồi xưa ảnh nói với em là ảnh không nghĩ là ảnh kết hôn hoặc lấy ai hết, ảnh ở mình vậy đó. Thì lúc đó em nói ảnh là đúng rồi, nếu mà sống một mình á thì mình nghĩ vậy cũng không sao, nhưng mà giờ mình đã có gia đình rồi, mình có em bé nữa thì mình phải làm sao sống cho lành mạnh. Vậy em mong muốn anh thay đổi cái gì? Em mong muốn chồng em thay đổi là làm cái gì cũng phải có mục tiêu, phải ghi ra hàng ngày để coi mình biết là mình có làm hay chưa. Dạ, với lại là nói chung là mình sắp xếp công việc, việc nào quan trọng thì mình nên làm, và việc nào mình không thấy quan trọng thì mình có thể để sau đó, người sắp xếp thứ tự. Dạ, thứ tự rõ ràng. Còn Hoàng, Hoàng mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ, để nguyên thôi. Chứ nhiều khi mình nói la chứ không nghe la cũng thấy nhớ cái tay. Nhớ. Dạ. Ngày nào không nghe vợ cằn nhằn dạ, khó chịu. Còn phải chọc cái gì đó cho la cho vui nhà vui cửa. Vui nhà vui cửa. Dạ. Thì hai người này dễ thương quá, cặp đôi này là quá hoàn hảo rồi. Thật sự nó chỉ là những cái gì nó rất là nhỏ nhặt còn thôi. Tự nhiên nghe bạn này nói chuyện xong mình thấy mình phải thay đổi đó. Nghệ sĩ mình thức khuya quá em ơi, thiệt không, luôn này, em tính chất công việc á, em ngủ sớm. Trời ơi, bởi ở bên đây tụi chị muốn ngủ sớm cũng không có cơ hội đi ngủ này sớm nè, luôn tối trao đổi công việc chứ bà định chỉ nhắn là để sáng bà trả lời thôi. Chị nói vậy đó, vừa xong là beng là bà trả lời liền, mà lúc đó là 12:30 rồi. Công việc nó nhiều quá. Với lại có những cái quay mà những cái chương trình kiểu như thế có khi quay tới 2-3 giờ sáng và liên tục như vậy. Tính chất công việc. Thực chất hồi nãy anh Đức là đồng ý với em về cái việc gọi là chúng ta nên ngủ sớm để chúng ta có được một cái buổi sáng thật nhiều, và cái buổi sáng đó chúng ta làm việc rất là hiệu quả. Và anh đang áp dụng và anh thấy nó rất là hiệu quả. Rất hiệu quả chị. Rồi cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện về hai bạn nha. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình. Chúc hai đứa hạnh phúc vậy hoài nha. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. Em còn bé quá, lúc đó là em mới có 16 tuổi, là lúc em chưa chín, mà chồng em gặp em á thì kiểu nó chua quá, sợ đụng vô nó bị gì. Bạn bè chung thì là không có luôn, thì tất cả bao nhiêu cái list người như vậy thì em lại tự nhiên đâu bắt ra một người em nhìn thấy phải quen, nhìn ra đó đấy là bé mà mới gặp đó. Em cảm giác em bị gài á. Dạ, chồng em thì trẻ con theo em. Dạ, thí dụ một cái tính trẻ con thôi. Nhiều khi mà nằm cái meo meo meo. Meo meo meo. Mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ và dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Trời ơi, quen quá quen rồi. Hai gương mặt rất là quen thuộc với các bạn trẻ nghe. Thật sự không có nghĩ là sẽ gặp tụi em trực diện như thế này luôn á. Chắc có lẽ là quý vị khán giả khi mà gặp hai vợ chồng này bước lên sân khấu thì chúng ta đều nhận ra họ là ai rồi, phải không nào? Thế nhưng đến với chương trình này các bạn phải tuân theo một cái thủ tục, đó chính là giới thiệu về mình. Mời hai em. Em là Nghiêm Minh Hiếu, em năm nay là 32 tuổi. Tên thường gọi trên mạng gọi em là Zemesis. Em làm ở YouTube, em làm video trên mạng này nọ. Em muốn gửi lời cảm ơn luôn và lời chào luôn cho hai anh chị, và cũng chào tất cả quý vị khán giả cho hai vợ chồng em một cơ hội để có thể hiện lên chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay. Rất dễ thương. Em là quê em ở đâu cưng? Dạ, em đẻ ở Hải Phòng. Dạ, nhưng em sống bên Anh từ lúc em cỡ 7 tuổi. Em về đây là 23 tuổi về đây. 23 tháng học xong đại học là em về. Vậy hả? Hèn gì nó cái giọng nó lớn lớn. Bây giờ em không có tự tin về cái tiếng Việt của em. Tiếng Anh của em giỏi hơn cả tiếng Việt. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Trời ơi, biết sao mà người đó mà đẹp dữ vậy trời. Cảm ơn. Em xin chào chị Vân và anh Quốc Thuận và tất cả các vị khán giả. Em là Phạm Thị Trang, năm nay em 18 tuổi. Còn công việc của em là KOL ạ. QL. Dạ. Dạ, mọi người hay biết đến em là Xoài Non ạ. Mình có thể nói sơ chút xíu là tại sao là mình lại có cái nickname nó đáng yêu mà nó chua chua mà đó. Nói chung là ai mà nhắc tới cái chữ đó là nhiều nước miếng. Nhắc tới đó là tự nhiên muốn tiền luôn, có nhiều nước miếng luôn. Là coi như là một là lấy muối, hai là lấy cho nước mắm. Cái tên đấy chắc giới thiệu dễ hơn là cái tên đấy đúng là bắt đầu từ là bạn em nó là Yipiu. Thì lúc mà bạn em mới biết Trang, cái lúc mà em quen Trang á thì Trang còn rất là trẻ,
Dạ, lên giày. Cái tên đấy là từ Phi Phiu đặt ra và từ cộng đồng mạng người ta bắt đầu sử dụng và nói chung là cứ phát lan vậy thôi. Nghĩa là bạn phải có một cái gì đó nó liên quan đến cái trái xoài. Dạ, tại vì em còn bé quá, lúc đó là em mới có 16 tuổi, là lúc em chưa chín mà chồng em gặp em á thì kiểu nó chua quá, sợ đụng vô nó bị gì. Anh rất là tò mò muốn biết vì sao em lại lấy cái nickname đó là Sebesit. Cái nickname này thật sự nếu mà em đổi được em cũng đã đổi rồi, bởi vì cái nickname này là một cái tên mà em dùng để chơi game từ lúc em mới 9 tuổi. Nani? Từ thời rất là lâu rồi. Thì từ thời mà mấy cái game đầu tiên mà nó cho mình chọn tên nhân vật đấy. Thì em cứ dùng cái tên này từ lúc mà em ở bên nước ngoài về đến đây. Trước khi em làm YouTuber thì em stream thời mà stream chưa có như bây giờ đâu. Thời stream mà kiểu đỉnh cao của Việt Nam luôn là khoảng cỡ 100 người, khoảng cỡ 100 người xem là gọi là cao nhất Việt Nam rồi đó. Cái đấy là nhớ là 2012 à. Thì lúc đấy em mới chơi game mà lúc em ở nhà thì em dùng cái tên này. Từ từ nó xây lên sau bao nhiêu năm là cái tên này nó kiểu bị dính luôn. Cơ duyên nào mà em lại đi theo cái nghề mà em đang theo? Ở đó bên anh là em học rồi, khi mà lúc em học đó là em học theo chuyên ngành nào? Hồi trước mà em học là em học kiểu coding á. Nó là coding cho game. Thì là computer game design and story development. Vừa thiết kế game vừa viết câu chuyện cho game á. Đó là cái môn mà em học ở đại học. Từ cái đấy em đổi về Việt Nam là em trước là em dùng cái cách này là một cách mà em có thể giải trí. Bởi vì em bị cá là em ở nhà, em sống một mình từ trước đến giờ rồi. Nên vậy lúc ở nhà nó hơi buồn. Thì lúc mà em đa số em có chơi game gì đó thì em hay stream để có người em giao tiếp với. Đó là anh biết. Cái đấy một cái đam mê nhỏ nhỏ thôi, một cái hobby thôi. Thì từ đấy nó bắt đầu nó xây lên và tất nhiên nó bắt đầu nó càng ngày càng lớn. Và sau bao nhiêu thời gian thì đó thì lúc đấy em có một cái lượt follow cũng khá là ok. Nhưng mà cái này em nói cái này làm rất là lâu để xây dựng cái đó. Thật ra là chị biết không, ban đầu là rất là ít người biết, nhưng mà đến cái giai đoạn mà 2012 và cái đỉnh cao của đó là 2014 đó, là anh còn nhớ là một cái đợt mà bắt đầu là cho ra đời rất là nhiều những cái tên rất quen thuộc đó, như tên em nè, tên Piu Piu nè, Vino Tống nè, và rất rất nhiều. Và trong Pháp TV đó cũng làm một cái nhóm người mà tạo nên streamer rất là đình đám. Em gặp Trang như thế nào? Hôm đó là em đi một cái event, em được mời là khách mời, là em đến đấy là một cái event mà dành cho kiểu là YouTuber, giúp với YouTuber mới, mấy creator mới để biết từ nghề và nói chung tham gia. Đến đấy là em có gặp Trang. Hôm đấy em đến là Trang ngồi kiểu là kế bên phải của em, tách nhau ra một cái cầu thang đi xuống ấy. Thì em cũng có để ý rồi, vì vợ em nhìn rất là like, và em làm 100% Việt nhưng mà nhìn cực kỳ like, thì cũng để lại ấn tượng với em. Nhưng mà bởi vì mình đến đấy cũng kiểu là làm việc mà, thì em cũng chuyên nghiệp, em đâu dám nói gì đâu. Dạ bộ liếc thôi. Em chỉ nhìn thôi, em chỉ nhìn thôi, nhưng mà không dám nói gì cả. Sau khi mà event xong, em thì bản thân em không tin về duyên nợ. Thường là em về là em không có kiểm tra, trên Facebook em làm social media nhiều mà. Thì em không có việc kiểm tra mấy cái ad friend hay cái gì đâu, bởi vì nó quá nhiều. Không biết sao ngày hôm đó tự nhiên hứng đâu ra em lại khuyến á, em lại xem. Em lại xem qua hết, em nhận ra vợ em là từ một cái tấm ảnh bé, bạn bè chung thì lại không có luôn. Thì tất cả bao nhiêu cái list người như vậy thì em lại tự nhiên đâu bắt ra một người em nhìn thấy quen, nhìn ra đấy là bé mà mới gặp đó. Như vậy là Xoài Non là người chủ động ad fan anh trước. Dạ đúng vậy rồi. Thì tại sao lúc đó là em có làm ở trong một cái công ty game, em cũng theo ngành là muốn theo streamer. Lúc đó là cái anh quản lý của em thì rất là idol chồng em luôn, thì đúng rồi mới bảo là trời ơi tao thích anh đó lắm, tao có thấy ảnh nhìn mày hoài nha, kìa giờ các bạn phải có làm quen đi. Cái em thì cũng làm trong nghề này thì cũng muốn là có mối quan hệ trong nghề, thì mới là về các bạn phải có làm quen. Mới các bạn đúng 5 phút sau là nhắn tin em liền, hai em có phải là cô bé ở sự kiện không? Chờ cái cơ hội này lâu lắm rồi đúng không? Đúng là ông thì mình cũng phải chủ động một tí. Phụ nữ đã áp mình rồi thì tất nhiên mình phải là người đi bước tiếp theo. Đúng rồi. Không để cho người ta làm hoài không được. Không được. Sau đó thì bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức quen nhau? Cũng khá là lâu luôn. Bởi vì lúc đó em mới 16 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ cái đấy là phải cũng thời gian đấy. Bởi vì bọn em là có nói chuyện với nhau, xong rồi có vài đoạn mà nói chung cũng ngừng nói chuyện á, ngừng liên lạc á. Nhưng mà tức là một thời gian là ngừng liên lạc.
Yeah, có đôi thời gian. Câu chuyện là như thế này, nó thật luôn. Cái hôm mà em lần trước em dẫn vợ em đi cho một cái date nào đi, đó, đi ăn đi ha. Thì lúc đấy, bởi vì em không có biết vợ em bao nhiêu tuổi cả. Em nhìn vợ em thì cũng nhìn trưởng thành, nhìn như nó lên đồ thì em tưởng là cũng đủ tuổi rồi đó. Đủ tuổi rồi. Đó, yeah. Nhưng mà hôm đấy thì em hỏi vợ em bao nhiêu tuổi, vợ em nói 16. Thì lúc đó em là em bị kiểu là bị đơ em không biết gì luôn. Nhỏ quá. Em còn phải kêu là các anh xem chứng minh dân được không. Đó, bởi vì thật sự là em không ngờ. Em nghĩ cái kèo này nó bắt đầu nó hơi chua rồi ạ. Đó bởi vì mình không có tưởng tượng được là vậy. Xong rồi sau đó nữa là vợ em, bởi vì lúc mới còn trẻ quá mà, phải về đúng giờ. Nhưng mà trước khi đó là qua gặp anh quản lý của em chút. Đó, thì lúc đấy là em nghĩ ôi cái này là kiểu là mình đi kiểu hẹn hò là mình đi công việc đấy. Đó, thì em cũng hơi hoang mang, nó kêu ok mình lịch sử mà kêu ok vậy cứ đi cho xong. Qua đấy thì tất nhiên nói chuyện với anh quản lý thì em cảm giác như em bị gài á. Kiểu là nói về công việc là đẩy bé lên đẩy như này lắm nha. Em kêu chết rồi, cái kèo này nó chua gì đó. Quá là xoay nó. Mình là mình tính cách khác. Nhưng mà anh quản lý với cô này là tính một cách khác. Cái lần đầu tiên mà em hẹn hò với anh này, với cái tính cách lúc đó là bắt đầu là giống như hai người yêu nhau rồi đó. Tức là đi mà không thông qua quản lý đó. Dạ. Trong thời gian mà em tìm hiểu chồng em thì lúc đó là em đã không còn làm ở trong công ty nữa rồi. Sau thời gian đó thì tụi em hẹn hò thì đa số là sẽ về nhà chồng em, tại vì là hai đứa thì kiểu là biến đi ra ngoài, mà ở nhà thì hai vợ chồng hay ngồi coi livestream với lại hay chơi game với nhau. Thì là em hay qua bên em chơi. Nhưng mà rồi gặp ảnh là có thích ảnh liền không? Dạ chắc là sau này mới thích. Sau bao lâu thì em cảm thấy trái tim rung động nè? Dạ khoảng tầm 2 tháng ạ. Tại vì sau lâu quá, 2 tháng là trong thời điểm đó thì cũng có rất là nhiều người kiểu tìm hiểu em, nhưng mà họ kiểu như là không thấy em kiểu lại á thì họ kiểu họ đi. Còn chồng em thì vẫn là luôn bên cạnh em, kiểu em đi quay hay là đi đâu chồng em kiểu những lúc em cần là sẽ có bên cạnh, thì em cảm thấy là người đàn ông này kiểu rất là quan tâm em, không có như những gì mà người ta nói. Tại bình thường ở trên mạng thì hay nói là chồng em là kiểu lăng nhăng, thành ra là lúc mà em mới gặp chồng em thì em kiểu em hơi rụt vô trong xíu, em không dám. Sau một thời gian mà thấy kiểu chồng không có như những gì người ta nói thì bắt đầu mới nói thôi cho người ta mở lòng đúng không, mở lòng ra thì mới thấy là chồng mình được ngon, ngon đúng không. Như vậy là theo anh nghĩ là chắc tới 18 tuổi thì hai đứa mới chính thức là yêu nhau và em cầu hôn cổ đúng không? Mình em bắt đầu yêu nhau lúc khoảng lúc mà Trang cỡ 17 đúng không? 16 rưỡi đi. Tại vì lúc 16 là gặp nhau xong rồi 2-3 tháng sau mới thích. Lúc mà Trang cỡ khoảng 17 thì lúc đấy em cầu hôn và dự định là cưới cho năm sau luôn. Thì đúng năm sau là hôm mà ngày đám cưới đó, là vợ em mới đủ tuổi được cỡ khoảng 10 ngày thì phải. Em là đám cưới liền luôn. Khải liền luôn. Ai non là lắc xoay non. Giờ là xài chính rồi đó. Đúng chưa? Luôn. Anh không có nhiều chuyện. Nhưng anh rất tò mò. Đó là cái chuyện mà em lần đầu tiên hai đứa hôn nhau, cái nụ hôn đầu tiên đó, là em chủ động hay là cô ấy gợi ý? Bởi vì em cũng lớn tuổi hơn vợ em khá là nhiều, thì cái tuổi của mình á là khác nhau hoàn toàn. Lúc mà trong mấy thời gian mà em muốn kiểu là thử hôn vợ em lần đầu đi ha, thì em nói thật luôn là em cực kỳ ngại. Bởi vì lúc đấy vợ em đang trong cái tính mà kiểu như là không biết em giải thích như nào nữa, kiểu cu kít, kiểu là bất cần, kiểu lạnh lùng. Mà có 67 bây giờ kiểu đấy đó. Lúc đấy là em muốn gần gũi hơn, nhưng mà em không biết cách nào được. Mà kiểu là đi taxi trên đường về là em đưa vợ em về nhà. Em đi taxi trên đường về thôi em thấy nắm tay cũng khó, kiểu là vợ em này cứ kiểu đó, không hờ không có tay để nắm luôn, khó. Nhưng mà lần đầu tiên thì em nhớ đúng thì như là em thì phải, em như em là người chủ động. Thì như trên taxi. Chủ động sao? Chủ động sao? Ở đâu? Cái đấy như anh nhớ đúng là ở nhà em. Không, taxi mà. Taxi à? Ừ, taxi lúc mà đưa em về xong cái hôn lên môi em. Hôn đâu? Hôn đâu? Lên môi. Ờ.
em nhớ lúc vợ chồng em kiểu vậy nè, kiểu em thì em một khách hàng như thế này, xong cứ đưa dậy, xong bắt đầu kiểu cứ ngồi dậy, em thấy xong em cũng dạ vợ em để tay đây, xong rồi kiểu cũng ngại, xong rồi cũng sợ là em đánh, tại lúc em dữ lắm, vậy mà em dữ mà, cái xong cũng sợ, xong rồi thôi là đặt lên đây, cái em mới đưa tay lên đây để bắt đầu mới kiểu nhẹ nhàng rón rén để đoán tay. Hiếu á thì là mỗi người là hoạt động trên social, trên social media là quá quen với những cái comment, những cái đàm tiếu của dư luận rồi, nhưng mà em thì em còn quá trẻ. Dạ. Vậy thì cái điều gì mà khiến em vượt qua được những cái điều đó? Lúc mà em quen chồng em thì em cũng đã hoạt động ở trên kia rồi, thì em cũng đã từng trải qua những câu chuyện mà nhiều người nói và nhiều người nói mình rồi. Là khi mà em quen chồng em thì cái câu chuyện nó không còn là một vấn đề xa lạ với em nữa, thì em cũng bước qua cái đó chuyện bình thường mà em cũng kệ luôn, em cũng không quan tâm luôn ạ. Bây giờ hai chồng lấy nhau rồi về là em có cảm thấy là em thỏa mãn với cái cuộc sống và em hạnh phúc với cuộc sống mà hiện giờ em đang có không? Dạ có. Mặt rất là mỹ mãn luôn á. Và ngày hôm nay nữa, khán giả khi mà xem được chương trình này thì mới thấy rằng là cái việc mà hai bạn đến với nhau hoàn toàn không vì một lý do ngoài là việc là yêu nhau thật lòng. Dạ. Đúng chưa? Hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi cưng? Hai vợ chồng em lấy nhau từ tháng 11 ạ. Tháng 11, nay là mới có 4 tháng à. Son quá ha. Dạ. Dạ. Vậy chắc có lẽ là chưa có thấy được cái tật xấu gì của nhau đâu. Thấy nhiều lắm rồi hả? Có nhiều cái kỳ lắm. Tao kể luôn nè. Không dám kể luôn nữa. Em rất là trẻ thì có nhiều cái tính. Con nít nó cũng rất là lộ ra ở nhà. Tự nhiên đâu ra đó một ngày vui vẻ, ngày bình thường, và em đứng ở chính giữa nhà nhảy múa, la hét hát hò. Thì cái đó đâu phải tật xấu đâu, cái đó đáng yêu mà. Đáng yêu nhưng mà tất cả cái tính đấy là cũng kiểu là bây giờ mình lớn rồi mình cũng không có là không được kể những tính đáng yêu. Đúng rồi. Phải kể những tật xấu. Chương trình là bây giờ là mình phải kể tật xấu nè. Tật xấu và em bây giờ cái rõ ràng nhất là em có thể nghĩ tới cái ngủ nhiều. Và em là ngủ như là em bé mới đẻ. Vậy em bé mới đẻ. Như là em bé mới đẻ. Cháu em không ngủ nhiều như vợ em. Em chưa thấy ai mà ngủ được 16 tiếng. Và điều đấy thấp hơn. Mà không phải là ngày này qua ngày nọ không, hay là không phải hàng ngày, nhưng mà có mấy khi nếu mà có thể được thì sẽ ngủ bất cứ lúc nào cũng có thể được, đúng không? Công việc chính của em là làm về mạng xã hội á, thì em sẽ dành thời gian cho buổi tối để làm việc, tại vì ban ngày thì kiểu như em không sống vào ban ngày sao á, em không họp ở ban ngày là đầu óc em kiểu không suy nghĩ được gì cả, chỉ có buổi tối bắt đầu em mới phải là check công việc, xong rồi xem này trả lời kia, rồi em làm hết trong buổi tối luôn, rồi ban ngày thì em đi ăn đi uống đi xem phim đi ngủ. Nhưng mà cái đó cũng không kể là tật xấu nữa, ví dụ như ăn uống nè, bề bộn được không nè, có xấu ăn không nè, ví dụ như đói bụng á là có hay la cọc, em không cọc, cọc quá. Tất cả gì anh mới nói như là tật của em không, thì là tật của em không. Vậy em có quyền rồi, là tới em đó. Thủ em rất là hay cằn nhằn, tại vì em cực kỳ ghét ở bừa. Mà chồng em là quần áo đi đến đâu là quần áo tuột đó. Là bừa bộn nè. Dạ đó. Đúng rồi. Thứ hai nó hay cáu ăn mà hay quạo lắm, mà chịu nhiều khi mà giờ gần đây chồng em thì nhìn cái body thì cũng phải biết là phải giảm cân rồi ạ. Không được ăn á thì quạo xong rồi hả, nguyên một ngày không thèm cười với ai hết trơn á. Em có dở, em có gì không? Cũng đúng trạng thái à, đang quạo nha, đang dịch ăn quạo đó. Ở nhà có gia trưởng không hay là trẻ con? Dạ chồng em thì trẻ con theo em. Thí dụ một cái tính trẻ con thôi. Nhiều khi mà nằm cái meo 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 đi chơi, cái xong rồi muốn rủ em đi chơi cùng á, cái em không chịu đi, cái quỳ xuống dưới kiểu gì nè, đi mà thiếu vợ chồng đi không được, kiểu như là phải làm cách gì dễ thương nhất để cho em đi, nhưng mà em không đi. Năm kế đó. Ơi, dạ phải nghĩ năm kế. Anh rất muốn xem lại cái hình ảnh mà em năn nỉ vợ em có thể tái hiện lại cho anh coi được không? Đây để em diễn tải, em diễn tải nha. Vợ đi mà thiếu vợ vợ chồng đi không được. Mà em đang phơi đồ. Con đã phơi đồ à? Trời ơi đẹp vậy. Em là em ngồi em bị em ngồi xuống thì em sợ em không ngồi đứng dậy nổi. Nhưng mà em ôm hai gối, em kêu là chấp hai tay như này, và em kêu vợ không có vợ thì cũng nhịn nổi. Nó hơi khó làm một tí với mặt cái bồn. Ở chung với nhau thì nó cũng tính vợ mình như nào mình cũng vậy. Bây giờ người ta vẫn là cô bé mà chiều dữ không, nhõng nhẽo không, cũng phải có một chút gì đó gọi là nhìn, một cái gọi là nhường nhịn.
Dương nhịt mà nhẫn nhịt luôn không? Cô Mai chú lè chú lét á, có như là sao sao giận sao nó không có đâu. Em rất hiểu chuyện luôn. Em hiền lắm. Em kiểu như khi em nhõng nhẽo thì dám hỏi, thì hai vợ chồng có về ở chung với nhau thì trong thời gian mà ở chung với nhau á, hai vợ chồng hầu như là không cãi nhau luôn á, chỉ là lâu lâu thì có bất đồng quan điểm một chút xíu rồi giận hờn nhau xong đi tiếng hai tiếng đi về lại hòa. Hai đứa có ý định là bao giờ mới có em bé không? Bọn em đang cố đang thả luôn đó. Dạ đang luôn. Ôi vậy hả? Là dạ, coi như là bé mới 18 luôn cho có con luôn. Dạ. Dạ thật ra em cũng thích cái em bé đâu, tại xung quanh em ai cũng có em bé hết trơn á. Ở nhà có một cái bạn nào mà em cưng chiều không? Dạ nhà em có nuôi một bé Corgi ạ. Corgi đúng không? Dạ. Trời chắc cưng lắm đúng không? Dạ cưng nhất nhà đúng không? Cưng nhất nhà cưng hơn ảnh không? Dạ cưng hơn. Mà hai vợ chồng đều cưng hả? Dạ tại vì chồng em rất là thích nuôi chó. Thì chồng em kiểu như bảo là sau này anh muốn một khung hình nhà mà có hai đứa con và một con chó ở trước nhà thì là chụp hình gia đình, thì đó là một gia đình đẹp. Và bây giờ hai bạn mong muốn thay đổi điều gì? Có mong muốn thay đổi không hay như nguyên vậy? Em luôn tin tưởng là em không bao giờ muốn vợ em thay đổi gì cả, trừ cái đấy là cái tự nhiên. Bởi vì em nghĩ đây là như là mình yêu người này, mình thương người này, mình cưới người này cũng bởi vì chính là bản thân họ. Thì tất nhiên cái điều xấu hay điều tốt của họ cũng là cái thứ mà khiến mình như đó mình thích quyết định là mình sẽ cưới người này. Kêu là thay đổi gì đó thì em không bị muốn cứ để nguyên. Nếu mà em tự thay đổi đi thì cái tất nhiên cái đấy là mình quyền của vợ chính xác. Còn này và vợ em hay không? Còn em thì sao? Dạ thì em cũng vậy, tại vì em không ép ông thay đổi, nhưng mà nếu mà ông thay đổi được tốt, tại vì nó không phải là một vấn đề quá lớn với em. Em thấy sống cũng hợp cả với em. Hợp cả. Thực sự là chị rất là thích cái nét đẹp của bạn này. Dạ lắm. Cảm ơn. Xinh thiệt là xinh vậy đó. Dạ. Cho nên là chị nghĩ là nếu như mà cái cơ hội nào mà em gọi là đóng một cái bộ phim, và thậm chí nha, bé này cũng hợp mà xem xít cũng hợp luôn nữa. Đó phim thì, xem xít. Em thì hơi già rồi. Không, cái mặt em cũng có thể đóng phim được đó. Trước thì em cũng đã từng nghĩ rồi, nhưng mà để em nói chuyện với kiểu bạn bè, nói chuyện thân thiết thì em có thể nói được, nhưng mà để đẩy lên kiểu TV cái này nọ với cả show mà kiểu cách nói chuyện á, em không có quen thuộc. Em nghe em hay bị rối. Vì cái em không học tiếng Việt. Chị chúc tụi em á là hạnh phúc nè. Anh hy vọng là sẽ có một cái dịp nào đó thì là anh sẽ nhìn thấy em xuất hiện với một cái bài diễn trên màn ảnh rộng ở trên TV. Trước khi tạm biệt thì anh cũng chúc cho hai vợ chồng em tất cả mọi công việc đều được thuận lợi nha. Chúc cho em cái điều mong muốn em sẽ là hiện thực. Đó là em sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời. Là chúc có baby luôn á hả? Chúc có em bé luôn rồi. Chúc mừng vợ chồng em vì có một cái thiên thần gọi là quá là dễ thương. Tại vì em không bao giờ muốn nói cái tuổi thật của mình, là vì tuổi cũng là lớn rồi. Mấy lâu nay ai hỏi em cũng nói 85, bây giờ nó sinh là 79 thế nào. Thì tự nhiên cô này bứng bật dậy. Anh hợp với em? Anh nhận em là em có rảnh không thì anh mời đi nhậu. Có trời ơi. Có giờ không? Cái em luôn. Sau đó là như xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ tiếp một cặp vợ chồng để xem coi họ mang điều gì đến cho chương trình Vợ Chồng Son trong buổi tối hôm nay. Xin quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Chào hai em. Dạ em xin chào anh Thuận và chị Hồng Vân ạ. Chào em. Tên là Vũ Hồng Tân. Năm nay em 37 tuổi. Hiện đang công tác tại Cảng vụ hàng không miền Trung thuộc Cục Hàng không Việt Nam. Em làm việc ở sân bay Đà Nẵng Dạ, em hiện đang công tác ở Đà Nẵng ạ. Dạ, em chào chị Hồng và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Nguyễn Thị Huyền, hiện tại em đang công tác tại công ty Cục phần hàng không Vietjet ạ. Tụi em từ Đà Nẵng vào đây. Dạ vâng, hai vợ chồng em từ bay. Chắc chắn một điều là tụi em đi bằng đường hàng không đúng không? Dạ đúng rồi. Tụi em là vào đây là chỉ có hai vợ chồng hay là có ai đi kèm theo nữa không? Dạ có con đi kèm ạ. Con bé được mấy tuổi rồi? Dạ con em được 6 tháng ạ. Thôi bây giờ em muốn quay cuối chương trình. Dạ khỏe giờ đi ạ. Xin mời tất cả quý vị dành một tràng pháo tay cho em bé. Thay mặt tất cả mọi người ở đây chúc mừng vợ chồng em. Vì có một cái thiên thần gọi là quá là dễ thương, quá là đẹp trai. Ôi em cười biết sao nó nhìn tôi suốt. Em cười chúng ta cho một tràng vỗ tay nè. Bây giờ có thể là quay em bé ra nha để cho ông bà nội bà ngoại nhìn nè. Đó đây bà nội nhìn thấy chưa?
Dạ. Ồ. Thương không? Rồi. Mẹ chị mẹ bông con nhá. Nghỉ chỗ nghỉ. Hãy kể cho Thuận với chị Vân cũng như khán giả nghe cái lần đầu tiên các bạn gặp gỡ nhau là như thế nào. Lúc đó là em đang đi làm thì giờ giải lao thì có anh bên cơ quan em hỏi em là hợp tuổi nào để anh giới thiệu, thì em mới bảo với anh đó là em thích những người mà chững chạc cỡ là sinh năm 85 hoặc là 84. Thì lúc đó thì chồng em mới bước đi qua quầy của em, cái anh nhân viên đó mới hỏi chồng em là anh Tân sinh năm bao nhiêu, mà trẻ vậy cái chồng em mới trả lời là anh sinh năm 85. Cái lúc đó rồn ra quá thì đừng lên quay cái ạ. Ơ, anh hợp với em nè, anh hợp với em nè. Không biết tự nhiên tại sao mình lại nói vậy nữa. À, rồi cái... hàng quá rồi buộc miệng nói luôn đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà khoan xí xí, hồi nãy em có giới thiệu là em 37 tuổi. Dạ vâng, anh 37 thì em là tuổi con dê chứ. Dạ đúng. Như vậy tại sao lại là nói sinh năm 85? Thì tại vì em không bao giờ muốn nói thực cái tuổi thật của mình, là vì tuổi là lớn rồi. Mấy lâu nay ai hỏi em cũng nói 85 đấy. Bây giờ em nói sinh năm 79 thế nào. À, thì tự nhiên cô này bứng bật dậy. Anh hợp với em. Nhìn qua thấy cũng mũi cao mà mắt cũng to mà thương đấy. Cái cảm giác của em lần đầu tiên nhìn cô này, em đã có cảm tình với cô ngay. Dạ đúng rồi. Vậy thì chắc chắn em sẽ là người đi cưa. Đúng rồi ạ. À, anh nhận em là em có rảnh không thì anh mời đi nhậu. Trời ơi. Có dữ không? Cái em ư luôn. Sau đó là như thế nào? Cái cuộc nói chuyện cũng vui lắm. Cái em mới bảo là em không đẹp gái mà sao em chả có người yêu. Cái ông mới bảo em là có người theo em rồi. Cái người ấm theo chị. Em bảo chứ anh biết là chỗ nào dài cho em không? Cái anh biết. Cái anh mới dẫn em đi xem bói. Cái đi xem bói 3 lần nó hụt. Không có ai coi bói cho em hết trơn. Anh lừa em cái chỗ coi bói á chị. Cái chỗ đó đâu có coi bói đâu. Cái giả bộ dắt đi thôi phải không? Cái lần thứ tư em tức quá rồi. Cái em sống thẳng ở nhà em hỏi luôn. Con em bố mẹ đi đâu, con có ai coi bói không con? Dạ bố mẹ con đi la ngoài coi bói hết trơn. Có nghĩa là em cố tình giả bộ là dắt đi coi bói nhưng thực sự để cô đi với mình. Đúng rồi, có cơ hội. Có cơ hội ở gần cô. Chiến thuật hết trơn á. Cũng dữ dằn lắm. Dạ cạo da lắm chị. Cạo da. Cạo. Trong thời gian bao lâu? 3 tháng. 3 tháng là mới bắt đầu yêu nhau. Cưới nhau luôn chứ không phải yêu nó rồi. Tức là yêu trong 3 tháng là cưới luôn rồi. Là cưới luôn, lý do? Cô ấy thì đòi là 2 năm nữa mới cưới. Phụ nữ nói à, mình cứ nghe thôi. Mà kệ, mình cứ làm theo những gì mình làm. Là em vượt qua tất cả để mà em đến em cầu hôn mà em cưới cổ à? Hay là có một sự tác động gì của ai để mà khiến cho đám cưới nó nhanh như vậy? Ông bà nói phụ nữ mà eo to dữ đẹp nên em nhìn thấy cô ấy eo to chắc đẹp tốt nên mình lo cưới sớm làm tới luôn đó cho chị. Làm tới luôn sao? Nãy giờ nói mà không hiểu, nhìn cái lòng vòng nhìn gì là biết rồi, có nghĩa là anh này á là ảnh thấy cô này là vậy được rồi, ok rồi, cho nên những gì mình suy nghĩ là mình cứ thế mình làm thôi. Yeah. Anh chủ động đúng không? Yeah. Có nghĩa là bác sĩ biểu cưới đúng không? Đúng không? Đúng em. Thôi bây giờ hỏi cô vợ đúng không? Dạ cùng đụng mà. Nhưng mà khi mà bác sĩ báo cưới rồi, yeah, hai gia đình như thế nào? Gia đình em sầu lắm, không có muộn cho em cưới. Lúc mà hai vợ chồng bàn tới chuyện cưới rồi, em mới hỏi là nhà có ai không? Kia có đứa em gái. Nghĩ chứ bây giờ nếu mình nói cho bố cho mẹ thì mình không biết ai là người dễ tính, ai là người khó tính. Hay tốt nhất là nói chuyện với em gái trước. Quân sư cho em. Quân sư cho em. Mày ghê thiệt cất. Rồi sao? Em mới nói với lại em gái em ấy là bây giờ anh chị có một bí mật này, em đừng có kể lại, kể với em thôi. Em đừng có kể lại với ai nghe. Em hứa với anh nghe. Anh hỏi sao thì anh chị rồi có em bé. Thì em coi sao chứ để bố mẹ phản đối ghê quá. Nhưng mà anh nói khéo khéo, nếu có nói đừng nói gì hết ghê gớm nha. Chị nói là có tốt cho anh chị thôi để anh chị tới với nhau. Thì cô em vợ thì cũng còn nhỏ. Cô nói toạc luôn với mẹ. Là mẹ ra với bố từ đầu là phản đối kịch liệt luôn á. Nhưng mà bố mẹ cái thôi hai đứa nó thích nhau thì cưới nhau cho nó cưới cho rồi. Tụi em bây giờ là đã ở với nhau được bao lâu rồi? 1 năm 2 tháng. 1 năm 2 tháng. Rồi kể cho nghe về tật xấu với nhau đi. Vợ em thì lúc đầu mới cưới á thì hiền lắm, ngoan lắm. Nhưng mà từ khi đẻ em bé ra thôi em phải nói là sư tử nguyên bầy luôn. Sư tử nguyên bầy luôn chứ mang con nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi vậy. Không hang dễ, đội tính khác hoàn toàn. Dạ. Không hang răng. Một đêm mà nha, bắt em thức lên thức xuống 3-4 lần. Thà mình dạy được rồi, cho con bú được rồi đi ngủ không. Dòng mà thay quần cho em, thay tả cho em, lấy nước cho em này. Cho em nào? Em bé à. Sáng dậy phải lo nấu ăn sáng cho vợ ăn. Vợ thích món đây là phải nấu. Không ăn đâu. Chưa mà đâu, chưa thấy gào đâu, gào kinh lắm. Gào à. Nếu như mà anh không làm thì cô ấy
Dạ, gào thét lên, thậm chí cũng đánh chồng nữa chứ. Thôi trời ơi. Nhưng mà đánh yêu thôi, chứ đánh phải đi vào bệnh viện đâu. Rồi còn cái gì nữa không? Hiện tại thì em chỉ nói thôi thôi. Chị dám nói vậy thôi đó. Có thêm được miếng nữa được không? Đâu có nữa mới thêm anh. Rồi dằn kìa, dằn rồi đấy chứ. Dằn rồi. Hỏi có vợ, ghen không? Vợ có ghen em không? Đó, anh ấy một cái người mà đàn ông mà nói chung là ăn nói và rất là khéo nha, khéo như vậy lắm á, không có sợ không? Lại về thì không sợ, nhưng mà vẫn có ghen chứ. Nhiều gại bú lắm chị ơi. Sinh nhật chồng em, có con bé nữa nhân tin ô bá, chúc ô bá sinh nhật vui vẻ. Các em đâu biết ô bá là ai đâu. Kệ mi hỏi chồng em là chứ cái con ô ba là ai đấy. Con ô ba là con nào? Tiếng Hàn Quốc là giống như là anh yêu cái gì đó. Cái vằn vèo cả buổi mà không có trả lời tớ không biết. Cái chó quá. Cái hôm sau hai vợ chồng đang nằm nói chuyện với nhau cái hỏi sao giờ nay không thấy ô ba nhắn tin nhỉ? Vừa nói tức thì cái ô ba nhắn tin. Cái em cầm điện thoại chồng em thấy tin nhắn, em mới cầm đấy. Ô ba đang làm gì đậy ngủ chưa? Cái lúc đó em tức điên lên cái cái em mới nhận lại là ô bà đang ốm vừa ngủ đừng nhắn tin nữa, cái từ đó không nhận nữa. Mà giờ em cũng không biết người đó là ai luôn. Dạ đúng rồi. Chị Vân nói đúng đi, em đúng anh chồng. Bây giờ em không biết người đó là ai luôn. Thôi tôi không ngờ hôm nay chị Vân chỉ lại là thôi về em mở tới nghe. Rồi còn gì nữa không? Nói chung là trong em một người tuyệt vời ạ. Tất cả những công việc mà những người phụ nữ khác họ phải làm, có nghĩa là thay bỉm cho con, với lại là những việc vặt như lau tái hoặc là dọn bỉm cho con mỗi lần em te hoặc là em đi ý là chồng em làm hết, em chỉ việc cho bụng thôi ạ. Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ, em chỉ mong muốn một cái là cô ấy nói năng cho nó có một cái chút một gọi là ý tứ xíu, là suy nghĩ trước khi nói. Dạ. Thế còn em? Dạ em thì chị mong chồng em đừng có hút thuốc nữa. Chị nghĩ là cái này thì chồng em chắc chắn sẽ làm được rồi. Hôm nay nghe vợ nói một câu mát ruột không? Chồng em là một người tuyệt vời đó. Vì em bỏ luôn cái kia, nó là em là tuyệt vời nhất. Khi cưới vợ thì em bỏ rất là nhiều rồi. Chẳng hạn như em rất là thích thú vật á, em nuôi chó đồ đó. Mà giờ có vợ có con là cũng phải bỏ chó vì con. Không, nhậu nhạt thì cũng gần như là bỏ hẳn rồi. Giờ còn mỗi thuốc lá thằng cày hút mấy điếu thì nhá cũng bỏ luôn thì em cũng chẳng từ từ đúng không? Dạ. Không thì chẳng thà mình chấp nhận mình là người chồng tuyệt vời vợi. Dạ thôi em còn... tuyệt vời được rồi, không cần tuyệt vời vợi đâu. Còn hơn là em cũng có hại cho em cái bộ đúng rồi. Bỏ hẳn luôn nữa là tuyệt vời sức khỏe. Rồi chúc cho hai em luôn luôn đầy ắp tiếng cười trong gia đình và có thật nhiều sức khỏe để chăm em bé cho thật tốt nha. Dạ, rồi cảm ơn hai em. Hai chị khỏe. Cảm ơn em.